kết hợp khẩu súng siêu mạnh M4A1 địa ngục level 7, vào leo rank sinh tồn và cái kết đam bắn vào người cực kỳ to luôn. Clip gồm 2 trận, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Trận đầu tiên, sell nít 3 khẩu nâng cấp với giá cực kỳ rẻ luôn. Ok, hello anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh của QuyềnDz. Thì ngày hôm nay mình làm một cái clip cực kỳ hay luôn anh em. Clip ngày hôm nay mình sử dụng khẩu M4A1 hỏa ngục này vào leo rank thách đấu anh em nha. Bằng cực kỳ ghê luôn anh em ơi. Đám của nó còn to hơn khẩu AK rung lửa luôn anh em ơi. Anh em gắn vào 3 chip và thêm cái băng đạn súng trường thì anh em bắn cực kỳ chạy luôn. Rồi, trước khi vào clip thì mình sẽ sell ạc anh em nha. Đấy. Cuối tuần nào thì mình cũng sell ạc hết. Đấy, dành cho những bạn nào mà nhanh tay và may mắn nhất. Thì ạc ngày hôm nay có gì anh em ơi? Ạc ngày hôm nay có 3 khẩu nâng cấp cực kỳ ngon luôn anh em nha. AK level 7, M1014 level 4 và SK level 4 luôn anh em. Rất là ngon luôn. Bên cạnh đó thì con MB bích vàng nữa anh em này. SK Titan nữa. Ngoài ra còn có khẩu UMP lông nhung M1887 hoa nô nữa anh em. Cực kỳ ngon luôn anh em. Có 5 đấm nữa này. Đấy, rất là xịn luôn anh em ơi. Đó, có súng cực kỳ ngon luôn anh em nha. Thì ạc này mình chỉ treo với giá 100 canh thôi anh em nha. Anh em lưu ý là ạc này chỉ mở sau khi mình đăng clip lên và chỉ dành cho một bạn nhanh tay và may mắn nhất thôi anh em nha. Có rất là nhiều anh em comment là bảo sao mà em vào đúng giờ là không mua được. Thì các bạn vào nhanh thì có một số bạn cũng vào nhanh hơn các bạn nữa. Thì các bạn nhanh tay, cố gắng nhanh tay hơn nữa các bạn nha. Đấy, giống như các bạn mở tím cột mà các bạn vào đấy. Tôi vào tím cột là tôi toàn vào sau người ta không à. Và đây là một số bạn đã nhanh tay mua được ạc xéo các tuần trước nha anh em. Đấy, bạn Đào Lê và bạn Văn Khải đấy, các bạn mua ạc cực kỳ ngon luôn anh em. Đấy, rồi ok, mình đã có mặt tại shop QuyềnDzff.vn rồi anh em nha. Anh em nhớ click vào đường link ở dưới phần comment và mô tả ấy, cả tránh những cái trường hợp giả mạo. Đấy, hiện tại shop mình thì có mở thêm nhiều cái ạc xéo level 7 nữa. Đấy, mở bán ngẫu nhiên ở trên shop luôn anh em. Đó, ngày nào cũng có hết, ngày có ngày không đấy. Anh em vào là cứ sáng thôi. Rồi, bây giờ mình đã đăng nick này ở trên shop rồi anh em nha. Anh em click vào đường link ở dưới phần mô tả và bình luận của mình nha anh em. Vào sáng xéo thôi anh em ơi. Mà sáng xéo là 25943 này, với giá chỉ 100 thôi anh em ơi. Chỉ dành cho một bạn nhanh tay và may mắn nhất thôi anh em nha. Ok, bây giờ ta vào clip cầm M4A1 càng quẹt hết rắn sân tôn nào. Trận đầu tiên, địch ngoài bo cực kỳ đông và cái kết. Chế độ sinh tồn, chiến đấu thật công chắc. We'll be right back.
Trận 2, gặp toàn cao thủ và cái kết gánh còng lưng. We'll be right back.